Kính chào quý vị đến với chương trình webcast của Ban Việt ngữ Đài VOA. Thí nghiệm lâm sàng trên người bắt đầu vào những năm 1990 để nghiên cứu việc trị liệu thay thế chất estrogen như là một phương thức để giải thoát phụ nữ khỏi những cái hiện tượng thường xảy ra sau khi mãn kinh. Những cuộc thí nghiệm liên hệ đến hơn 10.000 phụ nữ sau thời kỳ hết kinh mà trước đó đã được cắt bỏ dạ con. Cuộc nghiên cứu bị ngưng lại vào năm 2004 sau khi những nhà nghiên cứu thấy nguy cơ bị ung thư vú tăng lên, đột quỵ và những vấn đề về sức khỏe khác trong số những người thí nghiệm uống những viên thuốc hormone. Tuy nhiên, hiện nay có một cuộc nghiên cứu theo dõi cùng một nhóm phụ nữ đã tìm thấy được những lợi ích lâu dài của việc chữa trị. Thông tin viên Vidoshi Hensa có thêm chi tiết. Bà Audrey Vogelpo là một trong những người tham gia cuộc thử nghiệm lâm sàng về estrogen trong những năm 90. Tôi nghĩ cuộc thử nghiệm đã mang lại những phát hiện mới giúp nhiều người biết thêm về chất hormone estrogen và kể từ đó tôi tiếp tục dùng estrogen để xem những phát triển mới của chất này là gì. Chính phủ Mỹ ngưng cuộc nghiên cứu vào năm 2004, một năm sớm hơn nhiều dự tính sau khi có nhiều người tham dự cuộc nghiên cứu gặp những vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, mặc dù cuộc nghiên cứu được ngưng lại, các nhà nghiên cứu tiếp tục theo dõi sức khỏe của nhóm phụ nữ này. Bác sĩ Andrea Lacroix và các đồng nghiệp tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson tại Seattle, bang Washington, so sánh tình trạng sức khỏe của những phụ nữ chỉ được cho sử dụng chất estrogen không thôi, với sức khỏe của những phụ nữ sử dụng chất estrogen cộng với chất progestin, một hormone tổng hợp của phụ nữ. Bác sĩ Lacroix tham dự vào nhóm so sánh kết quả giữa những người tham dự trong cuộc thí nghiệm lâm sàng hay can thiệp và một vài năm sau đó. Tôi thực sự kỳ vọng là hầu hết những khám phá trong giai đoạn can thiệp qua đi với 4 năm không được dùng học môn. Tuy nhiên, thay vào đó, chúng tôi thấy một số khám phá được củng cố thêm nguy cơ bị ung thư vú giảm sút bất kể tuổi tác. Cuộc nghiên cứu khám phá ra là hầu hết những phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh đã bị cắt bỏ dạ con trước đó và uống estrogen trong suốt cuộc thí nghiệm lâm sàng cho thấy nguy cơ bị ung thư vú thấp hơn 23% so với người được cho những viên trắng an. Đối với việc chỉ sử dụng chất estrogen không thôi, chúng tôi cũng biết rằng nguy cơ hay lợi ích tùy thuộc vào tuổi tác. Do đó, nếu là một phụ nữ vào độ tuổi 50 với những triệu chứng nóng bất thường nên nghĩ đến việc trị liệu bằng hormone và tỷ lệ rủi ro hay lợi ích thì hoàn toàn khác hơn những phụ nữ ở tuổi 70 chỉ sử dụng một chất estrogen mà thôi. Hầu hết những người phụ nữ trong cuộc nghiên cứu được cho sử dụng phối hợp hai chất hormone estrogen và progestin để chữa trị chứng nóng bừng bất thường và những triệu chứng khác sau thời kỳ mãn kinh. Đối với những phụ nữ trong cuộc thử nghiệm đã cắt bỏ dạ con thì chỉ được cho dùng một chất estrogen mà thôi. Những phụ nữ không bị cắt bỏ dạ con được cho sử dụng estrogen và progestin. Chính sự phối hợp giữa hai hormone này làm tăng nguy cơ phụ nữ bị ung thư vú. Chỉ sử dụng một mình chất estrogen thì khác biệt nhiều so với dùng estrogen cộng với progestin và phụ nữ nên được cố vấn khác nhau về trị liệu bằng hormone tùy thuộc vào việc họ có còn dạ con hay không. Các chuyên gia nói rằng đây là lần đầu tiên có đủ chứng cứ cho thấy phụ nữ bị cắt bỏ dạ con, estrogen có thể được sử dụng không những an toàn nhưng còn ít lợi. Những nhà nghiên cứu nói kết quả cho thấy sự cần thiết phải cố vấn phụ nữ về phương pháp trị liệu bằng hormone khác nhau tùy theo tuổi tác. Kết quả cũng cho thấy không có sự gia tăng hay sụt giảm về nguy cơ bị bệnh, tim, máu đông cục, đột quỵ hay xương hông bị gãy trong vài năm sau khi ngưng trị liệu bằng hormone. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình webcast của chúng tôi và mong quý vị giới thiệu thêm cho bạn bè của mình cùng biết tại trang nhà www voa.com. Chúng tôi thường xuyên có những video phóng sự mỗi ngày. Mời quý vị ghé thăm. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.